tao bỏ đồ đi chúng ta à. Mất tiền xin mua đồ ăn đi thôi. Cái gì đó. Có gì thì cho mình đi ăn ra nhà mà. Biết sao giờ. Thì tôi nghe chỉ là nhà lúc má ngủ là biết có mũ của tôi thôi. Cái còn ai nói nó hoài rồi. Còn tôi gửi tiền cho ông ngoại nó nuôi nó. Thì cũng không ai biết. Tại mình đâu có nói đâu ta biết. Vậy người ta cũng phải bình cũng đúng rồi. Cái gì đó. Thì bây giờ nuôi đứa này sanh ra thì cũng như chỉ có tiền như tiền gửi cho ông ngoại nó để cho con ngăn nó sanh đẻ nó ra, rồi nó đẻ lại thì chị ở đợi cho người ta sạn nó cũng đem lại nữa, rồi chị cũng cho tiền vài trăm, nó ta cho chị móc cũng cho vài trăm, nó mua sữa cho con nó uống. Còn nuôi lớn không cậu nó nuôi, ngoại nó nuôi chứ không có ông chị nó ngay đầu đâu đó, tại ông nội nó không có nhìn nhận rồi thầy mới dắt con ngăn về lắm, có chị mà nên chị nhìn nhận mà nên nó thôi, mà tại vì nó làm như vậy thì quá đáng thì cho nó về bên nó thôi, rồi nó ở ai là quyền của nó, rồi ai nuôi rồi mình cũng cảm ơn người đó thôi. Mà thằng kia sanh đẻ ra nuôi rồi mà nó chết rồi thì sao cũng chết rồi, rồi sau này con Ngọc nó lớn rồi con Ngăn nó gặp Út này nè, chồng sau này ở ba đứa đó, nó nghe mình cũng thằng Út cũng có nuôi nữa, còn cái chuyện hành hạ thì mình không biết, chỉ nghe cô bác nói vậy thôi, còn đài con nó quyền của nó mình không có nói tới đó, mình hỏi nó là nó không có, rồi mình mới la nó con đừng có say, con đi xin tiền đi bán cái số cũng được, rồi ra đây mẹ có nhiều cho nhiều, tao cũng bệnh nữa chứ mẹ cũng mới hết bệnh đây nè, bệnh phổi chị hết đi, bị xe cán nữa nó chỉ viên chị thôi chứ đời nào mà la nó giận quá thì la nó vậy thôi chứ không lẽ là không quánh nó nhớ bọn nó chửi chị cũng nói vậy thôi chứ chị đâu quánh, đâu quánh đâu. Rồi bữa đó cái chú gì bên cũng quay bên vậy nè, cái chú đầu chọc chọc đó cũng cho nó 2 triệu bạc, nói con đừng nói vậy, bỏ mấy chú này qua tính cho 4-5 triệu rồi đó, đang dạy nuôi con đó mà nó chửi người ta đó, rồi tôi mới la nó mày á, người ta thấy mày ngồi khổ với con mày như vậy người ta cho mày mà còn chửi sớm điện ta lo cho con mày từ A Z mò lặn này kia mà mày không có tù nhật tao, nó là cái lũ chó là tủ gì mày... nó chửi cô nữa nữa, rồi cô nó... rồi cô rồi cô nó qua la nó vô nhà thương đồ quách nó luôn, rồi nó quách cô nó lại nó chửi tôi rồi móc bồn tôi nó mà Ngăn á cái vậy đó, cái nào thiệt tôi nói thiệt, nó trong điện thoại Ngăn là con dâu của tôi, vợ Ngọc á, nó vậy đó, mẹ biết Ngọc đó, nghe người ta nói là ai cũng nói là nó hành hạ ai con nó nói chứ, mà mình thì không thấy trước mắt mà mình cũng mới la nó thôi chứ mình cũng muốn nói gì. Nãy con nghe nói là ai dạch lưng bé lên rồi có tàn thuốc nó bị châm là sao? Bị châm á là bà cô của nó, bà cô ba á. Nó rồi quách sưng mình ấy thì ba học lại với mình thôi. Rồi mình mới nghe mình la nó. Nó nói không có. Nó Út không có đánh ai gì cho á, Ngăn đánh. Dạ. Nó thích chuột phải Út đánh. Út cái đánh nữa. Đó. Ngày thôi cái sinh hoạt đi. Cô thấy là chị có bình thường không? Hay là có bị bệnh? Thì nó bệnh vậy nó bình thường, có gì đâu. Nhưng mà tại vì nó hung dữ vậy thôi, cũng như là nó nhỏ bỏ nhà đi về là phú điên rồi. Nó cô không ai ra cái gì trơn á. Nó tánh hổ quen rồi, bên dòng họ nó nói nó còn chửi xong sổn lại chi ai, chi mình. Cái mạnh thường quân mà cho tiền mà cũng chửi luôn. Tao kêu qua đặng tao quay viên cho tiền. Nó không cần bón cũng qua lo qua đây nè. Qua làm sao đất nhân xin lỗi con đó. Cái nó không cần tiền gì trơn, không cần ai cho hết trơn. Nó cũng tự sống được à. Tao nói mà nói vậy sao được, tại thấy con mà gia đình mày nghèo, người ta thấy con mày té vậy, người ta thương đau xót con gái của mày, người ta mới quay phim kêu mày cho mày nuôi của 2 đứa nhỏ bị trong nhà thương, mà mày nói có đó nó nghe được không? Nó tao qua quay xong mày nói chuyện đàng hoàng cho tao nha, nói tên nè, nó nghe nói chuyện đàng hoàng bên kia cái chú gì đâu tộc tộc đó, nói tên cho 2 triệu gì đó gửi sách về bán đó, tới giờ luôn á, đâu thấy mặt mày đâu. Qua được bữa đó tới giờ luôn á, cái nào không có người ta nấy. Có chỉ mấy bà cô nó lại đây có nó đó, bà cô hai của nó đó, cô hai của con ngăn đó. Là bà cô của bé Ngọc này, mà tôi mới biết bả thôi, tôi cũng biết tại luôn mấy dòng họ của nó là ai, nó theo mình mà tôi chỉ biết là theo với cha nó qua mình rồi cũng như anh nó rồi với nó thôi, mà ra mình mới biết cái bà lùng lùng thứ ba thôi chứ gì mà ra mình cũng biết hết trơn, thành ra đây bên ta bắt lỗi mình cũng đúng cái còn cái gì nó nói như chị không có lo, như chị nghèo mà có gì lo nấy, chồng chị thôi là năm nay mấy năm chị đâu có chồng đâu, chị cũng lo cho ông Mộc lớn khôn cái năng Ngọc ba đứa ra chồng cưới vợ, mà tại theo thằng Mộc thì chị cũng lo cho nó, chị nghèo mà cũng gánh đừng bắn bưng ra muốn ấy thằng muốn bán ăn nuôi nó cũng đâu biết làm gì nó không chứ hả, mà từ nó thôi Mộc giờ á
nó rồi nó sống với ai, nó sống người quyền của nó mình không nói nặng, nhưng mà sẵn sàng cũng gửi tiền cho anh xui vài trăm ngàn này lo cho con nhỏ nhỏ này thôi, mua sữa chưa được. Nghe nói là nó bắt nhỏ này xin nó có tiền không có thì nghe thật luôn nha, mà nó không biết, nó là nói là bắt nhỏ xin không có tiền, bữa đó đánh nhỏ gần chết luôn rồi, cha mới ốp cái gì nữa, là chỉ là nhà trọ ta học lại thôi, đều bên 30 tính tư đều ở dưới khu cái miệng học này hết, mình mới biết, đi uống cà phê mới biết nói vậy đó. Rồi bắt đầu không có đánh, rồi có tiền nó vô cờ bạc cho cờ sĩ quân tài vậy đó, chỉ nghe ta nói thôi chứ mình cũng không có thấy. Cái nào mà nói ra có không ra không, cái chuyện đó làm thì kệ nó, mình không biết, mà yêu cầu đừng quánh con nhỏ nhỏ được rồi, mình cũng khuyên nó vậy mà nó không nghe thôi, biết sao vậy. Rồi bây giờ bà cô bắt về ở, nó từ ngày anh thua chết nó nằm hỏi cháu nội nó cái gì, nó đâu có trai bắt đâu, nó để nó lo được cái gì tôi không biết. Nghe đông nổi này bỏ nó cũng lại, nó nội có tiền cho con xin tiền mua ăn ấy, chị mới mua một củ thiếu cho nó ăn, rồi cà phê chị cũng mới mua cho chú nó, con uống đi rồi con ngơi về trả gì chị nội trả về chơi gì cho anh ra chữ nhớ trong cháu này, nó mới về quýnh cái quỷ mẹ em luôn, tao nói mẹ quýnh nó còn lắm mà chết á. Chị có được bán được 40 ngàn, cái 20, chị còn được 20 nó, bữa đó chị mới cho bán rồi thấy vậy. Nó chửi con nó vậy đó. Nó bắt con vậy mà bộ mày muốn ra bà nội mày nói gì, nói vậy đó. Lúc bên chị nói là chị đang bán rau ngoài chợ, chị biết đâu làm hư chỗ đó, thành ra bên chồng chị nét chị cho mới biết, chị la nói thôi mày về nhà đi, đừng có trở lại nữa, mày làm vậy kỳ cục lắm. Nó nói bà lấy con mà làm, mà lấy con bà gì ngăn nó thì vậy. Rồi chị dặn chị đánh hai bạc tay đó ngay, chị cũng ra nó môi mà chị cũng khóc nữa, mình thấy tại mẹ với cha nó xử vậy, mà cha thì nuôi nó, mình thấy dân tội nghiệp mà cũng có cơm sang vậy. Nó là đầu cầu suối nó ngồi đó, nó không chịu về, nó kêu về nhà đi, về nhà cha đi, đừng có ra bộ đời nữa, chị sắm bộ nào thì bằng bộ nấy đi bỏ, nó không có chịu giặt thấy vậy đó. Còn mua đồ cho con nó không biết, không thấy bằng đồ vết không, mua vết cho cũng thấy luôn, mà tiền đưa không thấy. Ta hỏi nó họ gì hả? Trần Thị Kim Ngọc. Còn hai bé kia giờ đang đâu, cô ở nhà hay gì hả? Hai bé kia là con chồng riêng của nó, ba đứa con chồng riêng của nó sau này là nó ngày đó cũng bé Ngân cũng mới lớn lớn, còn bé Ngọc, bé Ngọc mới lớn lớn nó cũng nuôi, nó nuôi cũng được cũng đâu mấy năm trời rồi, cũng được bốn năm mấy năm về đó, là ở với ngõ này được ba đứa con này. Chị con đứa một điểm nhất à, mà bây giờ nó chết biết sao vậy, tại vì chị nghĩ nó ở với Mộc là một tháng rưỡi, chị tính nó còn chưa một tháng rưỡi thôi, nó tới nhà nó đẻ là chị không có ai, mà chị diễn vợ tiền trước rồi, nhằm khi chị ra công viên cho cháu Nguyễn chị là lại đó. Nó thèm nó, mẹ có tiền cho con vài chục ngàn con mua trái cây ăn, cũng dành trò nó ăn, nó chuyện bán rau gì cho ai cho nó móc tiền cho nó không trai, nó chị bán rau gì nè, nhưng Ngọc ra vậy chị cũng cho tiền chứ chị có lo mà non, chị có nuôi ai đâu, cha nó hay cha mày mới làm nó bắt mới về mới đi ghe được vài bữa đó, ai tin tức là con về vậy đó, đi qua ngoại nó là nó đứt ngang rồi về, chị bên đây điện vô thì mới hay lúc giác điện 12 giờ rồi, rồi chị mới kêu Mộc chở ra liền đó, là tới ngày nay là chị ngày hôm qua chị mệt cái chị ở nhà đó, là chị kia chiều mẹ khỏe chị mới ra giao bán, nó bán cũng được rồi sáng được cũng được trăm mấy mà chị chưa lấy tiền, rồi chị mới ra đây, chị kêu Mộc quay bỏ cuộc đi, đúng không, làm bao thấy con mà vậy đó, là chưa gặp nó, là gặp nó là mấy chú lại quay phim đó vậy thôi. Bà có thầy thấy bé này, bà nói chuyện với thầy nè. Alo đi. Alo. Áo bông đỏ đỏ hả? Không, hồi lúc nó khi nó té là nó chặt nó chuồng luôn. Dạ, tại vì nó báo mộng với con vậy đó. Dạ. Dạ đúng rồi, ngay trong chỗ cái cầu nó xây xuống mình rửa tay chân nè, cái cống mà ngăn mặn luôn á. Cái cầu ra nhà thiên á. Dạ mà yêu nó té ngay trong cái cống này nè, cái cống ngay trong chợ gà này nè. Vậy hả?
Ở đây. Vậy hả? À. Ừ. Ừ. Nó chặn chuồng luôn à thầy ơi. Nó chặn chuồng chứ không bằng quần áo, chặn áo, áo quần còn trên bờ đó. Dạ. Dạ, cái đó là con gái rồi. Rồi đi mâm về báo mộng con vậy nè thầy. Con xin lỗi thầy con nói chuyện nha. Nó báo mộng con á, nó nội nội. Con á, lạnh quá à. Rồi con về thăm nội với cha một lần cuối, đừng tìm con nữa, con đi luôn rồi. Rồi con mới chết sáng nè. Dạ, thì nó báo mộng con không biết nữa. Dạ. Thế đó. Dạ. 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 Dạ ba sợ. Dạ. Dạ, vì cảm ơn thầy nha thầy. Dạ. Dạ con có giấy quá trời giấy luôn mà không được thầy ơi. Thầy đưa con bóng không gì đó. Dạ. Con có đi lại nghĩ con trực kì với này chim lắm cho này. Coi thầy luôn rồi. Cái này là bên nào? Nội hay ngoại? Bà nội. Bà nội ha. Dạ. Vậy thôi cảm ơn thầy. Cái điện thoại nó của ai vậy? Đây con. Thầy nói giờ nó còn quẩn quẩn đâu đây nè, nó chưa có đi đâu. Nó kẹt đâu đây nè, kiếm đi. Bỏm là trên kia là một đứa cháu chị tìm rồi không phải. Tại vì nhỏ này hay cặn cái chuồng đi mong bóp không bây giờ gì luôn đó. Nó giờ tìm không gặp đâu, mình nó khác. Ừ, nhỏ kia bằng quần áo, áo màu đỏ đỏ, bông đỏ đỏ luôn. Bằng ba áo qua nữa, chị lại tìm không có. Bữa đầu tiên nó chết luôn đó. Là chị tranh tao sai là không có nó. Không phải, con người ta. À? Ừ, không phải. Rồi mới quay về đây nữa, mò này tiếp tục nữa. Rồi tới tối chị mới về, về xong con chị ở đây ngủ là 5 đêm luôn. Là bây giờ nó ngủ là thành 8 ngày luôn rồi đó. Rồi chị mới về chồng là ngày qua là chị con ra chị mệt quá. Rồi chị mới vẻ đi hái nó cộng rau vòng vòng đó đó. Rồi chị mới đi bán, rồi chị chưa có lấy tiền, căng người ta chỉ lấy tiền. Đó, được cũng được 100 mấy gì đó. Chứ chị đâu có lấy đồng tiền chị xài đâu. Cũng để lo cho anh em lằng này kia. Bởi vì cái mấy anh chị mà đừng có gỡ ai có đưa tiền mình bên kia đưa tiền, đừng nên lãnh. Trả lại cho người ta đi đấy, tôi không lấy được cái măng tăng tiếng nữa. Nó vậy tội nghiệp cho tôi. Ý có chút xíu mà tao mấy thấy chú nó cãi tôi sùm không? Tôi nghĩ chỉ máu mũ tôi là sanh đà là ngày tháng đó, có chữa thôi. Ai muốn nói sao là quyền của nó. Yêu cầu mà tôi gặp cái cháu xác là tôi đưa vô thiêu là tôi thiêu là tôi giỡn chùa luôn. Cái cốt luôn. Kệ ai ai muốn nói kệ quyền. Ai nói không lời quyền của người ta tôi không mất kể tới. Vậy thôi. Rồi, khổ tâm rồi ai nói làm xảy ra sự việc vừa buồn mà vừa tức vừa giận nó đúng cô ha. Nhưng mà không dám nói đâu, tại vì người ta đâu biết mặt mình đâu. Dạ. Ta trách cũng đúng. Ừ. Tại vì khi con ăn xanh không có chị nó. Ừ. Rồi thành ra chị và bà ăn bệnh ở trên nhà thương. Dạ. Chỉ ra tiền trong nha ông ngoại nó thôi, ông ngoại của Ngọc, bé Ngọc rồi nè. Dạ. Nó ngày có 1 triệu và gửi 1 triệu 500 có 500 nó. Nó giờ tôi có nhiêu tôi gửi lúc đầu tiên gửi 1 triệu rồi sau đó cũng khoảng mấy tháng nữa tháng sau cho 500 đến 1 triệu rưỡi. Rồi bắt đầu nó cứng cáp cái đầu nó ẩm nhớ con ngoại kinh kỳ. Rồi giờ cũng như làm tỏ đó, khách sạn đó. Đi vô gần đêm cái còn dư như ta cho cái mình gom lại. Mình cho nó mua sữa cho cháu nội uống. Mà bên đây người ta đâu biết đâu, người ta trách mình cũng đúng còn gì nữa. Nói gì vậy? Tại mình gửi ông ngoại nó mình đâu ra mặt. Với cậu nó. Cái gì thôi, chạy nó đâu làm chuyện quan tâm. Bây giờ quan tâm mới gặp mặt cháu nội mình được rồi. À nó làm.
đứa nhỏ. Còn nào đó là quyền của nó. Người nào nuôi thì cũng cảm ơn rất nhiều. Sinh nó không được ăn. Bây giờ là như vậy nữa. Đúng.